Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tinbox. Sau video về ứng dụng quay lén, rất nhiều bạn muốn mình giới thiệu thêm những ứng dụng quay lén khác. Để chờ đón các bạn, hôm nay sẽ giúp các bạn có thể biến những chiếc smartphone cũ không dùng đến thành những chiếc máy quay lén. Những điểm bá đạo ứng dụng này là các bạn có thể xem trực tiếp. Ứng dụng này có cả trên hai hệ điều hành iOS và Android và hoàn toàn miễn phí. Không để các bạn phải chờ lâu, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Với máy Android, qua Insta Play, các bạn tìm đến ứng dụng At Home. Như các bạn thấy đây, ở đây sẽ có hai ứng dụng At Home, ứng dụng At Home màu đỏ và ứng dụng At Home màu xanh. Ứng dụng At Home màu xanh các bạn có thể cài vào máy các bạn quay, còn ứng dụng At Home màu đỏ các bạn cài vào máy các bạn xem. Các bạn hãy tải hai ứng dụng này về hai máy khác nhau. Máy này mình sẽ tải ứng dụng At Home màu xanh. Như các bạn thấy đây, mình có một chiếc máy khác đã cài ứng dụng At Home màu đỏ. Bây giờ sẽ mở hai ứng dụng này lên. Như bạn thấy đây, ứng dụng xanh đã bắt đầu quay. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang ứng dụng đỏ. Như bạn thấy, ứng dụng đỏ mình đã cài trên một chiếc iPhone. Bây giờ các bạn ấn vào dấu cộng này, bên góc phải màn hình ấy. Ở đây sẽ có 3 tùy chọn đấy các bạn. Tùy chọn đây là giúp các bạn có thể kết nối với máy khác. Ở đây sẽ có 3 kết nối là qua kết nối qua CID, kết nối qua QR code và thứ ba là kết nối qua mạng của mạng Wi-Fi. Ở đây mình sẽ dùng mã QR code. Rồi, bên ứng dụng xanh các bạn hãy bật mã QR code lên. Tiếp theo các bạn quét mã QR code. Đó. Như các bạn thấy, ứng dụng màu đỏ đã nhận diện ứng dụng màu xanh và hai ứng dụng đã kết nối với nhau. Bây giờ sẽ quay các bạn thấy. Như vậy ứng dụng đã bắt đầu hoạt động. Lưu ý chất lượng video phụ thuộc vào chất lượng của mạng. Như bạn thấy đây, ứng dụng đang quay và các bạn có thể xem trực tiếp. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn biến chiếc điện thoại của mình thành một thiết bị quay lén. Chúc bạn thành công. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên subscribe channel của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.